Vâng các bác ơi, em đang dựng cho khách hàng là dòng súp điện 40. Đang dựng luôn cho khách hàng là 3 quả. Các bác đang chơi cái súp này rất nhiều luôn. Và em cam kết cho anh em là nó đánh nực dã man luôn, đánh hay lắm, chống sâu lực. Bát của cái dòng súp này là bát mặt nghiêng các bác nhá. Bát mặt nghiêng này. Đấy, dòng này em có 40 và 50. Đấy. Bên trong thùng đây. Và cái thùng thì nó như này, cái lưới của nó sẽ như này. Đấy. Trên đầu thùng sẽ có lỗ cắm cọc nhé. Hai tay xách ở hai bên. Nặng lắm. Vì con này nó có cả cái bo mạch mà. Đây là cái bo mạch nguồn xuyến 10 sò, đôi 4-5. Trên là dưới 10 sò, quạt gió. Đấy. Đây là cái mạch nguồn xuyến của nó. Đằng sau của bo mạch này. Đấy. Đây là dòng súp điện 40 RCF cô 100. Và có cả dòng bát, dòng súp điện 50 cô 100. Bát của nó là từ 220 cô 100 đi cù viền xanh và có đôi 46 cái lỗ để thẩm khí tỏa nhiệt. Đây là dòng bát RCF cho tiếng trống rất sâu và mềm. Đánh hay lắm. Đấy. Từ rất dày nhá, từ 220 cô 100. Và cái dòng này của nó thì sẽ làm màng của nó là xếp ly và gân 3 gân. Đấy, ngoại hình thì các bác cùng xem ở đây. Thì bên em đang dựng cho khách hàng là 3 quả. Thì các bác mà lấy số lượng hoặc là lấy 2-3 quả về để giao cho khách hoặc lấy 1 quả, em gửi qua đường bưu điện hoặc là gửi qua xe khách. Các bác nào mà muốn nhận ngay thì em gửi qua xe khách cho tất cả các bác. Đây là một quả súp điện 40 cô 100. Và anh thích chơi to hơn thì chơi 50. Các bác có nhu cầu quan tâm đến dòng súp điện 40 cô 100 này thì liên hệ trực tiếp cho em. Dòng này cũng chuyên phá làng phá xóm luôn. Hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt mẫu súp cao cấp, đẹp và chất lượng các bác nhé.